Từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có thêm 81 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện được đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho các tổ chức và cá nhân. Trước đó, từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 42 xã phường thị trấn đủ điều kiện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có thêm 81 xã phường thị trấn đủ điều kiện. Hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng 123 xã phường thị trấn đủ điều kiện được đăng ký cấp biển số. Trong đó, thành phố Hưng Yên có thêm 8 xã phường, huyện Kim Động có thêm 12 xã, huyện Tiên Lữ có thêm 10 xã, huyện Phù Cử có 10 xã, huyện Ân Thi có thêm 11 xã, huyện Khoái Châu có thêm 13 xã, huyện Văn Giang có thêm 3 xã, huyện Văn Lâm có thêm 3 xã, huyện Yên Mỹ có thêm 8 xã và thị xã Mỹ Hào có thêm 3 xã phường.